Xin chào các bạn, hôm nay Giao Viết xin hướng dẫn sử dụng cho các bạn chiếc bình thủy điện Tiger có model là PIS A300. Chiếc bình thủy điện này thì nó có dung tích là 3 lít. Đó thì đây là các nút sử dụng của bình. Thì trước khi các bạn sử dụng thì các bạn đổ nước vào trong bình nhé. Thì các bạn bấm vào cái nút này xong các bạn nhấc lên này. Đấy. Đây là mình đang để chế độ giữ ấm nên là bên trong nó cũng có nước rồi. Đang sôi. Đó thì ở đây nó có một cái vạch này. Vạch này là vạch mắc, nghĩa là các bạn đổ nước thì các bạn chỉ đổ đến sát cái vạch này thôi, không được đổ quá cái vạch đấy. Đó, khi mà các bạn đổ nước xong thì các bạn đóng nắp lại. Đó, đóng nắp lại thì đây. Sử dụng thì đầu tiên nút này là nút đun sôi này. Đây đồng hồ đây sẽ báo là nhiệt độ đang ở bên trong phích nước. Thì các bạn muốn đun sôi, các bạn bấm đây, nó hiện đèn đỏ đây là nó sẽ đun sôi. Khi nào nó nước sôi rồi nó sẽ tự nhảy sang cái đèn giữ ấm như vừa nãy nó đang để đấy. Ngoài ra cái này thì các bạn có thể chỉnh cái nhiệt độ giữ nhiệt, ví dụ ở đây nó sẽ có ba cái nhiệt độ này, ví dụ như là 98 độ C, 90 độ C hay là 80 độ C. Nó thì tùy mục đích mình sử dụng thì mình sẽ có thể để giữ nhiệt ở cái nhiệt độ trên đấy. Ví dụ như 98 độ C để các bạn làm các món ăn liền như là mì ăn liền này. Hoặc là 90 độ C để các bạn muốn pha cà phê hay pha trà. Hoặc ở đây là cái chế độ 80 độ C để các bạn pha sữa cho trẻ em. Đó. Ngoài ra thì đây là nút sử dụng chế độ tiết kiệm điện này. Tiết kiệm điện. Đây là chế độ cũng là chế độ giữ nhiệt. Giữ nhiệt là các bạn không muốn cái giữ nhiệt ở cái nhiệt độ 3 cái độ này. Thì các bạn bấm đây để nó giữ nhiệt ở đúng cái nhiệt độ mà nó đang hiển thị trên đồng hồ này. Ví dụ đang là 98 độ C thì các bạn bấm nguyên đây nó sẽ giữ nguyên là 98 độ C. Đó, còn không thì các bạn sử dụng cứ giữ nhiệt ở 3 cái chế độ này là 3 cái chế độ chuẩn nhất này. Đó. Khi các bạn muốn sử dụng nước ấy, thì đây trên đây nó sẽ có nút này là để bơm nước ra này. Mà trước khi bơm nước ra thì các bạn phải mở khóa. Nút này nút để mở khóa để các bạn bơm nước này. Bình thường nếu các bạn bơm nước bấm đây nó sẽ không bơm nước ra này. Thì trước tiên các bạn phải bấm vào đây đã, để nó lên cái đèn đỏ này. Sau đó các bạn mới bơm được nước này. Đó, đó bơm nước ra. Đó, xong các bạn lại bấm đây để nó khóa lại. Đó, ngoài ra thì cái bình thủy điện này nó sẽ có, cái đời này nó có thêm một cái chức năng rất là hay là nó sẽ bơm được bằng tay. Mọi cái bình, các cái bình thủy điện khác ấy, thì khi mà mất điện thì các bạn sẽ không sử dụng được. Còn cái này khi mà mất điện thì các bạn vẫn có thể bơm nước bằng tay. Thì mình sẽ rút phích cắm ra. Đấy, khi mình rút điện ra không có điện ở trên đây nhé. Thì mình sẽ không bơm rồi này, không bấm bơm nước rồi. Đó thì bây giờ các bạn sẽ dùng cái chức năng bơm bằng tay. Đó. Đây là bơm bằng tay, bấm cái nút này xuống. Khi mà các bạn không muốn bơm nữa thì các bạn gạt nó sang bên này, nó khóa này, thì không bấm nữa. Nó khi muốn bơm thì lại đẩy sang đây, bấm xuống để nó bơm ra. Mình hướng dẫn qua cách vệ sinh. Thì các bạn xoay ở đằng sau cái bình thủy điện này. Đó, nó sẽ có một cái nút bấm vào đây này. Đó, thì các bạn mở lắp cái bình thủy điện ra nhé. Đó, sau đó bấm một cái nút này. Đó, bấm một lần xong các bạn nhấc nhẹ cái lắp ra đấy. Sau đó các bạn đem đi vệ sinh. Trong cái vệ sinh lòng bình khi mà các bạn dùng lâu ấy, thì nó sẽ có cặn nước nó bám vào đây. Thì các bạn có thể mua tại cửa hàng bình một cái, nó có cái gói để nó vệ sinh cái phích điện hoặc là bình siêu tốc ấy. Thì các bạn đổ cái gói vào, đổ xong các bạn đổ nước vào. Nó bấm đun sôi bình thường thôi. Để nó vệ sinh. Xong các bạn đổ cái nước đi là được. Nó khi là vệ sinh xong thì các bạn lại lắp vào. Lắp thì các bạn bấm vào nút đây. Bấm vào nút này xong các bạn lắp vào nhẹ nhàng được. Đó. Lại đóng lại. Chiếc bình này sử dụng cũng rất là đơn giản. Thì các bạn để xem chi tiết sản phẩm về chiếc bình thủy điện này thì các bạn có thể truy cập trang web qua cái đường link mà mình để ngay bên dưới video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.